Hi, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Trân miền Tây học hỏi về nhân tạo nha. Thì hôm nay mình để chia sẻ tiếp tục tô cái chất tường cánh nắng máy ngoài ngăn cô chú anh chị và các bạn. Thì dàn này nó cũng chuẩn bị xong hết trơn nè. Đó, thì một chút xíu nữa mình mến thợ tô mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị và các bạn xem nha.
vét miếng hồ dưới lên, vét hồ đó đó. Ừ, ịnh vô cái nhúng cái bằng trà miếng nước cái đắp vô cái trà cái liền qua. Rồi thì sớm giờ mấy thợ đã tô cái vách này, nhưng mà do nó bị ướt của chú anh chị bạn thì nó bị găng nước như dao quy á, thì móng chim thì đây anh trai nó đang trà đây nữa. Một lần hai nữa, tại vì hồ cũng còn ướt á, thì mình trà để cho nó liền mặt, để khi mà nó nứt như vậy nữa mình sơn bê vô nữa nó thấm vô tường nha. Mình trà xong lại rồi mình lấy chổi mình quét lại là nó sẽ láng cái mặt lại liền, nó không còn bị nứt nữa. Rồi đây chổi quét rồi kìa đó, đó. Lát nữa xuống dưới này nè công, chỗ đó nó nhúng nước trà lại chỗ đó cái. Rồi bên kia quét bên kia. Dạ. Đẹp luôn. Hết tới nước liền. Cái khi mà anh em nào mà tô tường mà thấy tường mà nước quá thì để cho nó gáo chút xíu hả, mình gạt mặt nha. Để gạt mặt rồi nó còn ướt mình trà cái nó bị tuột. Nó tuột hồ xuống nó sẽ bị nứt. Ở đây thì mình xài cắt nhuyễn không, không có cắt to như ở vùng ngoài, nên nó cũng dễ bị nứt chim chim đó, nứt da quy rồi. Rồi lấy bàn trà xuống nhúng cái trà cái này rồi. Thì mình cũng kết thúc clip nha cô chú anh chị. Thì để mình mai mình sẽ quay tiếp cái đoạn còn khúc dưới còn tô chưa xong nè. Thì tô xong hết rồi mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị và các bạn xem tiếp nha. Rồi cô chú anh chị và các bạn lại những clip tiếp theo. Ok. Bye bye.